Chào anh em nha, vài món phụ tùng của cục máy CL50 nội địa Nhật nha anh em. Cả phụ tùng anh em cần món nào cứ alo mình nha. Còn vài món như hình, tất cả là máy zin đẹp, chuẩn, ok, không lỗi làm gì hết nha. Giờ mình vào báo giá cho anh em nha. Phun bộ đồ dụng nha, ốc dụng nè. Phun bộ đồ dụng, ốc dụng, nói chung đầy đủ bộ ruột luôn. Cần ống 6, tăng cam gì kia. Này là chính cái đầu lòng. Là phun bộ đồ ốc đồ dụng này là giá là 300 nha anh em. Ốc tán là xanh lè 7 màu ha. Rồi, cặp lốc cực đẹp nha anh em. Đó, của CL50 nha, đầu 40 nè. Cặp lốc này 850 nha anh em. Rất là đẹp. Sáng đẹp ha. Cặp lốc 850, luôn bơm nhớt nha anh em. Không lỗi làm bao, không sơ mi, không tung rang, lốc được cao. Nồi cá sơn zin cực đẹp nha, luôn cây thâm nhớt như hình. Bộ nồi cá này mình bán giá 2 triệu nha anh em. Nồi cá giá 2 triệu, lốc sơn zin toàn bộ. Nắp cá là nguyên zin không đứt bể nha anh em. Cũng sơn zin đẹp luôn. Bộ nồi cá này 2 triệu. Rồi, bình xăng con xanh lè 7 màu. Bình xăng co luôn, luôn co 500 nha. Xăng luôn co 500. Rồi, bộ số full 2 cốt cực đẹp nha. Số đẹp không lỗi lầm nha. Đó, càng cua đồ bao đẹp. Bộ số 2 cốt này 650 nha nè. 650. Số càng xe ben luôn. Không lỗi lầm, không sức mẻ, không rổ, không nhăm gì hết. Hai cái cốt cũng bao đẹp. Bộ số luôn full 2 cốt 650. Rồi, bộ nồi là rất là đẹp luôn. Mới đã lần đầu. Nồi CL1 lá. Trong